Anh Nguyễn Đức Hiếu, quê ở Bắc Ninh. Anh làm về nghe bao nhiêu thời gian? Anh chính thức là vào làm cho ga Petro Olympic là được 11 năm 6 tháng. 11 năm 6 tháng, anh cảm thấy là nghề ga là gì ạ? Anh cảm thấy làm nghề ga này là rất là ổn định. Để cái thương hiệu ga Petro Olympic rất tốt. Theo kinh nghiệm của tôi là đã làm cho ga Petrolimex, là tôi nhận biết là cái ga Petrolimex này nó có cái thương hiệu, thứ nhất là ga không mùi không vị, ga gọi là dùng tốt, bảo dưỡng bình mới, kiểm định an toàn, được gọi là nhân viên của hãng ga này là Petro là phục vụ là rất chu đáo. Hầu như là các vùng quê nào bây giờ nhà tôi cũng biết là cái ga Petro mấy rồi. Nhưng mà nhiều nơi nó không có ấy. Anh hình dung không? Bây giờ ga nó lộn nhộn như thế thì anh cũng hình dung một xem. Ở địa vị của khách hàng rất khó để tìm được đơn vị nào là tốt, thì trong cái kinh nghiệm của anh thì anh có chia sẻ người nên tìm cái hãng ga, đơn vị ga nào như thế nào chẳng hạn. Ga thì ngày xưa có ga Shell và Total là hãng cũng rất tốt. Như bây giờ thì theo tôi nghĩ là ga Petrolimex này vẫn là tốt nhất. Giá cả hơi chênh lệch một tí nhưng dùng an toàn. Còn những hãng ga khác thì tôi cũng không biết. Còn gì chia sẻ với mọi người không? Tôi chỉ chia sẻ với mọi người là nên dùng hãng ga nào có thương hiệu, uy tín, chăm sóc khách hàng tốt. Ví dụ như Petrolimex, thân vỏ là lúc nào chăm sóc là mới, kiểm định là an toàn. Nên là khuyên mọi người là tìm đến ga Petrolimex có một thương hiệu lớn, an toàn, chăm sóc khách hàng tốt. Theo tôi là tôi nên đắt một tí nhưng tôi vẫn dùng.